Việt Nam sẽ không thiếu nguồn cung xăng dầu từ nay đến cuối năm là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trong cuộc họp trực tuyến với Tổng cục Quản lý Thị trường và các địa phương, các đơn vị về bảo đảm nguồn cung xăng dầu. Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới và trong nước có nhiều biến động, giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng trở lại, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc nhập khẩu và điều tiết hoạt động kinh doanh. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, từ đầu năm tới nay, trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu thế giới căng thẳng, có nguy cơ đứt gãy, thì trong nước nguồn cung xăng dầu luôn được bảo đảm, không có tình trạng đứt gãy. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu của Việt Nam cơ bản được giữ ổn định, bao giờ cũng thấp hơn giá của một số nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, gần đây, đặc biệt sau khi 7 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị tạm tước giấy phép kinh doanh, thì lại xuất hiện những thông tin trên mạng xã hội cho là thiếu hụt nguồn cung. Làm rõ hơn về tình hình cung ứng xăng dầu trong nước, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, thì hai nhà máy lọc dầu trong nước báo cáo cái sản lượng mà sẽ phục vụ cho sản xuất tiêu dùng ở quý 3 sẽ dự kiến là khoảng 3,9 triệu mét khối, tương đương với 72% tổng cái nhu cầu của thị trường trong nước. Và quý 4 thì dự kiến riêng nguồn trong nước hai nhà máy lọc dầu sẽ là khoảng 4,4 triệu mét khối, tương đương với khoảng 80% cái tổng nhu cầu trong nước. Phần còn lại thì chúng tôi cũng giao chỉ tiêu cho các cái doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu và thực hiện cái phân bổ tổng nguồn và cái hạn mức nhập khẩu tối thiểu để đảm bảo đủ nguồn cho cái thị trường trong nước. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội, Bắc Cạn, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang cũng đã báo cáo về tình hình kinh doanh xăng dầu tại địa bàn. Các ý kiến đều khẳng định không có tình trạng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu xin tạm ngừng kinh doanh, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn cơ bản ổn định, không thiếu. Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên một lần nữa khẳng định nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu thị trường trong nước từ nay tới cuối năm luôn được bảo đảm. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo các địa phương, các bộ ngành và yêu cầu các cái cơ quan đơn vị thuộc bộ, cả lực lượng quản lý thị trường của các tỉnh thành phố đã thực hiện mấy cái nhiệm vụ sau đây. Thứ nhất, vụ thị trường trong nước, cục xuất nhập khẩu chủ trì phối hợp với thanh tra bộ, tổng cục quản lý thị trường, cục quản lý thị trường các địa phương và sở công thương các địa phương phải làm thật tốt việc cung cấp thông tin cho báo chí một cách đầy đủ, kịp thời, khách quan, chính xác về quan điểm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chủ trương chính sách, chỉ đạo điều hành của Bộ Công Thương và các bộ ngành có liên quan trong vấn đề quản lý xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu trên phạm vi cả nước. Mọi hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu hoặc là đưa tin thất thiệt gây hoang mang dư luận đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Và chúng tôi một lần nữa đề nghị Bộ Công an vào cuộc cùng với chúng tôi, cùng với các lực lượng chức năng, chúng ta xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, tạo sự công bằng, sự minh bạch trong cái hoạt động này. Và đồng thời đề nghị ngân hàng xem xét nới trần tín dụng đối với những doanh nghiệp thực chất có hoạt động nhập khẩu xăng dầu, nhất là những doanh nghiệp được Bộ Công Thương giao tăng thêm chỉ tiêu nhập khẩu xăng dầu để phục vụ vào, để bổ sung vào cái nguồn cung xăng dầu trong nước. Tất cả các doanh nghiệp từ thương nhân có chức năng nhập khẩu cho đến thương nhân phân phối và các doanh nghiệp bán lẻ đều phải chủ động nguồn cung cho mình theo quy định. Và đề nghị các tổng công ty có chức năng xuất nhập khẩu và các tổng công ty có chức năng là phân phối, thương nhân phân phối đấy, hãy chia sẻ quyền lợi một cách nó chính đáng để có cái tỷ lệ chiết khấu hợp lý đối với các cái đơn vị gọi là vệ tinh của mình.